Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên mặt hàng búa tạ Mỹ để giới thiệu anh em. Lần này mình có về được hai cái mẫu búa đến từ hãng Dewar và hãng Craftsman Mỹ. Hai cái mẫu búa phải nói là cực đẹp và cực chất. Đặc biệt là nó là cái mẫu rất là hiếm hàng, rất ít khi gặp nó vì cái tính chất đặc biệt của cây búa, nó thiết kế ấn tượng lắm. Đầu tiên là cái mẫu 6,5 kg của hãng Dewar Mỹ này. Anh em xem cái quả búa của nó nè. Trời ơi, nó dọc nó làm đẹp làm sao đó. Phải nói là cái quả bầu như quả bầu dục, và nó dọc ra những góc cạnh rất là đẹp. Anh em xem cái đầu vắt giác của nó này. Cực đẹp. Nó cái quả này mình đánh giá là hồi giờ mới gặp là nó chất lượng sao đó. Hàng Dewar thì thương hiệu của nó là quá nổi tiếng rồi. Anh em nhắc tới nó là đã biết rồi. Không những về ngoại hình nó đẹp mà thiết kế của nó cũng thì tính chất của nó là sử dụng cũng quá ngon. Hàng Dewar mà, chất lượng cực kỳ, thương hiệu này rất là lớn. Tổng thể thì cái búa này là cán nó dài 9 tấc, cán lõi sợi thủy tinh, gia cường sợi carbon để chống gãy. Cái này sợi carbon của nó gia cường trên chỗ cái cổ búa này nè. Và đặc biệt là thân cán rỗng chống tê rằn tay, anh em đọc là không bị tê tay. Và mà mình cũng báo giá với anh em luôn là cái cây Dewar 6,5 kg cực đẹp này, và mình bán với giá là 700 ngàn chi phí vận chuyển. Nhiều khi anh em mua cây này về không nỡ xài luôn đó. Nó đẹp quá mà, để anh em trưng hoặc là trưng bày thì nó chắc lắm, bá đạo lắm. Cây này phải nói là đẹp đẹp, cây này là hồi giờ mới gặp luôn, quá đẹp. Đến cây thứ hai là cây Craftsman. Cây Craftsman thì cái trọng lượng của nó chỉ có 4 kg thôi nha anh em. Tổng thể thì 4 kg, nhưng mà nó lại cái thích hợp cho những anh em thể trạng nhỏ. Rất là nhiều anh em hỏi cái dòng 3,5-4 kg mà ít khi mình gặp lắm. Thiết kế thì cái quả búa của nó cũng rất là đẹp. Nó dập góc cạnh, anh em xem góc cạnh của nó rất là chất lượng, chất men mạnh mẽ. Cái quả Craftsman này nó không có thua kém gì so với Dewar, nhưng mà do trọng lượng nó nhỏ nhưng mà nó lại thích hợp cho người Việt Nam. Những anh em nào thể trạng mà nhỏ con á, hay sử dụng cái búa này mà thích cái cán dài thì cái dòng 4 kg này rất là phù hợp. Cái dòng 4 kg của Craftsman này rất phù hợp. Chỉ có một cây duy nhất như thế này thôi. Anh em xem kỹ nè, đẹp lắm. Cây 4 kg này nó nhìn nó gọn gàng mà đẹp lắm. Để những anh em nào 50-55 kg sử dụng cây này ok, không có lo quá nặng. Thì mình báo giá cho anh em luôn là cây Craftsman 4 kg này mình bán với giá là 500 ngàn chi phí vận chuyển một cây. Tùy anh em có sở thích chọn cái mẫu nào. Anh em thích cái kiểu cơ bắp hầm hố to khỏe đẹp, kiểu dáng đẹp mạnh mẽ thì lựa chọn ông Dewar. Dewar review lại một lần nữa anh em, size của nó là 12 mL nè anh em. Rồi cây Craftsman. Hàng Craftsman mình giới thiệu anh em nhiều rồi đó. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Anh em nào quan tâm mẫu búa nào thì liên hệ mình. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.